phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát vạn vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV Trân trọng kính chào quý liệt vị Hôm nay xin mời các vị chúng ta tiếp tục với nội dung Kinh Thủ Lan Nghiêm Trong phần ngũ âm ma cuối cùng Đó là phần cuối trong trong thức ấm thưa liệt quý vị Mời các vị lắng nghe Kinh Văn Phật nói thế này khi thức ấm tiêu dung rồi thì các kênh hiện tiền của ông đều được hỗ dụng. Chúng ta hiểu câu kinh này như thế nào? Đây là một câu kinh khó hiểu thưa quý vị. Nghĩa là đời sống của chúng ta được hình thành trên cơ sở của ngũ ấm. Thứ nhất là sách, thứ hai là thọ, thứ ba là tướng, thứ tư là hành và thứ năm là thức ấm. Sách ấm nghĩa là gì? tức là tất cả thế giới vật chất hình hài tích tụ ở trong nội tâm của chúng ta nó khiến cho chúng ta hiểu sai biệt về chân lý Lẽ ra dạng vật giống không như hiển nhưng chúng ta bị vướng mắc ở trong sự chấp trước này thành ra đây là chúng ta bị mắc kẹt ở trong sắc ấm từ nền tảng của sắc ấm nó hình thành ra thế giới cảm thọ tâm lý tình cảm của nội tâm chúng ta đây là thọ ấm rồi chúng ta nắm bắt tín hiệu và đặt tên tất cả thế giới vũ trụ quan này, thế giới của sắc uẩn này, sắc ấm này thì chúng ta xem đó là là tương ấm. Và sự vận hành của tất cả những dòng tâm thức như là một dòng sông trôi bất tận vào trong hư không. Hình ảnh này chúng ta có thể đặt cho nó một cái tên mới nữa, đó gọi là gì? Đó gọi là xin lỗi là đặt chúng ta dùng một cái tên theo ngôn ngữ Phật học, đó gọi là là hành ấm. Nếu như hành giả tu tập quán chiếu dạng vật vô thường, bởi vì vô thường cho nên nó mang theo đặc tính là, là huyền. Nếu như thực sự nó có thì nó không bị vô thường. Cái gì bị vô thường, cái đó là là không. Mà bởi vì nó dạng vật đều, đều không cho nên tâm lý tình cảm chỉ là áo giác mà thôi. Và Tất cả những tín hiệu khái niệm nắm bắt ở trong nội tâm kia cũng chỉ là là Huyễn giả sách Thọ tưởng hành đều là giả thì sự vận hành của nội tâm cũng là là huyễn giả và sách Thọ tưởng hành thức hành đều giả thì thì tất nhiên cái vọng thức điên đảo do cơ sở này sinh ra cũng là là hư dối và một khi à, tu tập mà quán chiếu thực tập và thấu hiểu được Trần tướng của cảnh giới này thì lúc bây giờ, chúng ta xem thức ấm nó không còn tồn tại nữa hay nói cách khác là đời sống của bạn thức ngừng bạc à, không còn hiện sinh nữa thì Thế Tôn nói rằng lúc bây giờ các căn hiện tiền của ông đều được hỗ dụng tức là mặc dầu lúc đó chúng ta vẫn còn mang lấy một cái thân tứ đại hình hài này nhưng mắt có thể nghe tai có thể ngửi miệng có thể ăn có thể vậy? là là ngửi chẳng hạn như vậy nghĩa là các căn hữu dụng nó có thể sử dụng thay thế cho nhau. Chúng ta liên tưởng tới uh, kinh khởi thế nhân bổn, Đức Thế Tôn có nói thiên chúng ở tại cõi trời quan âm đến ở quốc độ này họ cũng cũng là những những uh, những chúng sinh uh, có nhiều phước báo thành ra họ có năng lực uh, lục căn hữu dụng hay là sáu giác quan có thể thay thế cho nhau. Nhưng uh, cảnh giới đó không phải là cảnh giới thức ấm tiêu dung mà đây là năng lực phước báo họ có thể sử dụng cho nhau. Còn ở đây chúng ta biết rằng trong quá trình tu tập chúng ta đã làm đình chỉ sự hoạt động của thức do vậy mà mà xấu giác quan nó có thể thay thế cho nhau. Đây là do công phu biến hiện. Thế Tôn nói rằng từ chỗ hổ dụng đó ông có thể nhập vào bậc Bồ Tát Kim Cang Huệ. Nghĩa là gì? Tức là lúc bây giờ chúng ta thấy các pháp như hiển cho nên dạng vật đều sôi sáng dưới dạng trí tuệ. Thành ra đây nói rằng Bồ Tát Kim Cang, à, Bồ Tát Kim Cang càng huệ, càng tức là gì? Là rồng, là chuyên rồng, huệ là, là trí tuệ, trí tuệ chuyên rồng khô khang, khô khang. Nó như là một cái dạng là, là khô khang, nó không có còn cái nước của ái nhiễm nữa. Cho nên khi họ thành tựu được sáu kinh hối dụng thì Thế Tôn nói rằng là ông có thể nhập vào Bồ Tát Kim Cang Càng Hội Địa. Và lúc bây giờ tâm viên minh tịnh diệu sẽ phát hóa ở trong ấy. Đây là một đặc, đặc điểm hết sức là kỳ diệu thưa quý vị. Lúc bây giờ chúng ta có thể cảm nhận ra một điều là ở trong tâm chúng ta tự nó phát sinh một nguồn trí tuệ sôi sáng vô biên. Và tất cả mỗi hành hoạt đều bị sôi sáng bởi nguồn trí tuệ này. Cho nên chúng ta tự thấy ở trong tâm chúng ta sáng ngời và nó ánh sáng này nó có thể sôi thấu tất cả mọi cảm thọ, mọi diễn tiếng ở trên thân thể này. Lúc bây giờ chúng ta tự biết mình giống như là một khối lưu ly mà ở trong đó có một cái nguồn sáng bất tận cứ như thế sôi thấu tất cả. À, chúng ta có thể nhìn thấy được hình dáng của ruột gan phèo phối nhìn thấy tất cả mọi dòng cảm thọ nhìn thấy tất cả mọi cái pháp hành niệm niệm sinh diệt nhìn thấy tất cả mọi vật đang diễn ra và tất cả mọi hiện tượng đang sinh diệt rõ ràng ở trong nội tâm của chúng ta cũng như là trên thân xác của chúng ta và và thưa vị à, chúng ta lúc bây giờ có thể dùng cái lỗ tai mà mà ngửi được mùi hương có thể là dùng đôi mắt của mình mà mà cảm nhận được cái gì cái cái vị giác như thế nào như vậy thì lục căn hỗ dụng và chúng ta đạt được năng lực đó thế tôn nối như thế này như ngọc lưu ly trong suốt hàm chứa mặt trăng báu hình ảnh này rất là rõ ràng rất đẹp nếu như chúng ta tu tập tự mình sẽ thấu hiểu cảnh giới này cảnh giới này là một cảnh giới hết sức phức tạp mà à, xin thưa rằng chúng ta uống nước nóng lạnh tự biết khó có thể diễn đạt cho mọi người thấu hiểu được cái sự màu nhiệm vi diệu ở trong thế giới này nó như là ngọc lưu ly trong suốt mà hàm chứa bên trong mặt trăng báu mặt trăng báu đây là chỉ cho phật tánh sáng người tự nó sôi chiếu vầng vẹt chúng ta có thể nói rằng phật như là vần trăng mát đi ngang ở bầu trời trời cao hồ tâm chúng sanh lạnh trăng hiện bóng trong ngầm Tâm của chúng ta như là mặt nước hồ thu Nếu như nó không có giấy động phiền não Nó là một cái màu phán lệnh tịch chiếu niết bàn Thì ở trong ấy chúng ta thấy hiện thân của Phật sáng người à. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta do vọng tưởng điên đảo Thành ra làm cho chân thân của Phật bị, bị biến dạng đi Nhưng thực ra mà nói nếu như chúng ta thở nhập được chân lý sâu xa này thì tự nhiên Phật tâm sẽ hiện ra. Hay nói cách khác là tất cả vạn vật hiện ra ở trên mặt nước hồ thu. Bởi vì mặt nước vận động cho nên hình hài bị kết xén đứt đoạn. À, chiêm nghiệm sâu chân lý này thành ra chúng ta cần cần nỗ lực hành trì quán chiếu các pháp. Nếu như không thở nhập được thiền na thì chúng ta có thể chúng ta có thể thực tập ba pháp thượng nhân đó là tính tọa đó là tụng kinh trì chú niệm Phật, đó là đó là làm công quả để tăng trưởng phước điểm. Hay gọi là làm các cái duyên tăng thêm cái cái phước báo và đó chính là môi trường là cơ hội giúp chúng ta thành tựu. Còn nếu không thì chúng ta hãy phát nguyện sống với ba cái chân lý rất là rõ ràng. Thứ nhất là là thu thúc sâu kinh hay còn gọi là gì? Hay là thúc liễm hay còn gọi là là kiểm soát được sống giác quan của chúng ta. À, thứ hai là anh uống có tiết độ. Cái chữ anh uống có tiết độ này chúng ta nên hiểu là sử dụng thực phẩm chánh đáng, có ý nghĩa, hiểu được ý nghĩa sử dụng thực phẩm chứ không phải lãng phí theo cái cách là anh cho khoái khẩu, anh cho vui miệng, anh để thể hiện đến cấp giàu sang. Ừ. Mà ở đây thực phẩm với một dạng tiết chế và ừ, cuối cùng à, đó là chúng ta chúng ta à, sống ở trong cái niệm tạo ra nhiều cái phước duyên bố thí à, tất cả những điều này á, nó cũng làm cái duyên ít tăng phước điền cho chúng ta như vậy thì thưa quý vị thế tôn nói rằng lúc bây giờ tâm chúng ta như ngập lưu ly trong suốt hàm chứa mặt trăng báu vì thế cứ như vậy chúng ta tiến dần tiến dần lên ở trong cảnh giới đó mà kinh nói rằng á, là cứ thế vượt lên giai vị thập tính thập trụ thập hạnh thập hồi hướng tứ gia hạnh và đến sở hành của bồ tát kim cang thập địa hay còn gọi là gì hay còn gọi là 50 quả vị của bồ tát thập tín thập trụ thập hạnh thập hồi hướng rồi thập địa bồ tát mà từ thập hồi hướng trở qua thập địa bồ tát cần phải tứ gia hạnh nõn nhẫn nõn đánh thể đệ nhất lúc bây giờ đi vào địa vị kim cang thập địa bồ tát rồi trên cơ sở của thập địa kim cang Bồ Tát đó mà chúng ta đi qua cảnh giới tròn đầy sáng suốt của các vị Bồ Tát đó là đánh giác tròn sáng và cuối cùng là thành tựu biến giác màu nhiệm của tự tâm như lai. À, từ đó mà chúng ta viên mãn đạo bộ đề về nơi vô sở đất. Một câu kinh này thôi, tức là nói rằng chúng ta quán chiếu bắt đầu từ ngũ ấm hay là ngũ ứng và thành tựu À, thành tựu cái tuệ giác về lĩnh vực của năm ấm này thì chúng ta tâm mình giống y như là là một khối ngọc lưu ly mà bên trong đó có vầng trăng báo sáng người cứ thế sôi sáng giúp cho chúng ta trải qua 53 quả vị và cuối cùng đó là đạt được diệu giác bồ đề đi vào cảnh giới vô sở đắc cảnh giới vô sở đắc này là cảnh giới vốn có của chúng ta từ ngàn kiếp chứ không phải do tìm kiếm mà thành tựu cho nên gọi là vô sở đắc, vô sở đắc. Vô sở đắc là gì? Là một cảnh giới của tự tâm vốn có như vậy do chúng ta mê lầm, thành ra chúng ta nhận việc làm con. Bây giờ đây chúng ta từ bỏ vọng trần, cho nên tâm của mình trở về trạng thái vô sở đắc. Bác Nhã Ba La Mật Đa có nói rằng vô gì? Vô à, à, vô chứng diệt, diệt vô đắc. À, tất cả những cảnh giới ở trong Bác Nhã Ba La Mật Đa đều phủ nhận hết thảy ngôn từ và những khái niệm như vậy thì trên cơ sở đó chúng ta thấy mình đã viên mãn đạo Bồ Đề. Thế Tôn nói rằng đây là những ma sự vi tế trong lúc tu tập thiền định mà chư Phật đời quá khứ đã giác ngộ. Nghĩa là gì? Tức là tất cả những loại kiến thức sở tri những loại kiến thức này, những sự thành tựu này, đó là một quá trình thực nghiệm tâm linh hay còn gọi là một nền khoa học tâm linh mà Đức Thế Tôn đã thành tựu trong ba A thanh kỳ kiếp với nguồn tội giác vô biên này, Thế Tôn đã đã ghi nhận nó và biến tri nó một cách rõ ràng. Cho nên Đức Phật nói rằng những ma sự vi tế, tức là những điều diễn ra trong ma nội tâm, ma ngoại cảnh, rất hết sức là vi tế, khó thấy, khó hiểu mà nó thường xảy ra ở trong lúc chúng ta tu tập thiền định. Tất cả những điều này chư Phật ở trong quá khứ đã thành tựu. Thế Tôn nói rằng nếu ông nhận biết được ma cánh hiện tiền thì cấu nhiễm bị tẩy trừ nên không rơi vào tà kiến. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu như chúng ta nhận biết được ma cảnh hiện tiền, ma nội tâm như thế nào, do đâu mà sinh ra và ma ngoại cảnh từ đâu mà mà xuất hiện, chúng ta học qua 50 ngũ âm ma như là một kính chiếu yêu à, nhìn thấy hết tất cả những diễn biến sai lệch diễn ra ở trong tâm của chúng ta. Vì thế mà mà tất cả những cấu nhiễm hiện, những cấu nhiễm bị tái trừ, tức là những cái điều ô uế phiền áo của nội tâm đều bị tái trừ cho nên tâm chúng ta không rơi vào tà kiến điên đảo tà kiến là một điều nguy hiểm nhất ở trong đời sống tu tập bởi vì chúng ta nuôi dưỡng tà kiến là chính mình đánh lừa mình người khác lừa mình mình còn có thể nhận ra còn tự thân mình lừa mình rồi thì ngàn kiếp luân hồi chúng ta chịu nhọc nhằn khổ đau khó có thể nhận biết ra được Thế Tôn nói rằng các ấm ma đều tiêu diệt thiên ma bị phá tan các ấm ma bị tiêu diệt cho nên thiên ma bị phá tan à, chúng ta hiểu rằng á, là ở trong phạm vi của sắc ấm thọ ấm tướng ấm và hành ấm nó còn có sự xuất hiện của thiên ma nhưng đi qua phạm vi của thức ấm thì cảnh giới này là ma nội tâm chúng ta chứ không phải do thiên ma có thể xâm nhập được bởi vì sao bởi vì đi vào trong phạm vi của thức ấm chúng ta thường sống ở trong đại định mà đại định thì luôn tỏa ra ánh sáng màu nhiệm à, trong trong ngần sáng người còn thiên ma thì phải dựa ám khí đen tối mới thể hiện được thần lực nhưng mà nếu như à, nếu như thiên ma dùng ám khí đó đến gần với một hành giả đang thực tập thiền định sáng người ở trong thức ấm thì cái sáng người đó nó sẽ thiêu đốt hết tất cả là ma chướng do vậy mà ma không thể thi tiến được thần lực chúng ta liên tưởng tới cảnh giới của Đức Phật thích ca mâu ni lúc ngài đang đang thực tập thiền tọa ở dưới cội bồ đề thế tôn có nói ở trong kinh Tạng nguyên Thế rằng là lúc ấy chư thiên ở trong mười phương thế giới văn tập rất là đông đảo cũng như là chư đại bồ tát ở trong mười phương thế giới văn tập rất là là đông đảo à, thiên ma kéo kéo đến cả hàng trăm ngàn binh tướng với những hình thù quái dị đầu người mặt thú trong cái cái cảnh như vậy và thiên ma tuyên bố rằng này Sa môn kia hãy quỳ xuống ở trong hoàn cảnh này trong bối cảnh này chúng ta liên tưởng tới kinh đại bảo tích thì chúng ta thấy thế tôn có ghi nhận rằng nếu như xíu định lực thì lúc bây giờ người ấy sẽ ói máu mà chết chứ đừng nói chi có thể thành đạo ở trong phương diện này chúng ta thấy định lực rất quan trọng nhưng mà để hóa giải ma sự thì thật sự không phải chỉ cần định lực là đủ. Thành ra lúc bây giờ Thế Tôn ở trong kinh tạng Nguyên Thủy nói rằng Ngài vận tâm dùng trí mà gom hết tất cả phước báo đã tạo ra trong ba a tăng kỳ kiếp để đối diện với ma chướng do vậy mà tất cả ma lực đều bị hàng phục. Đây là một cái cảnh rất là trừu tượng khó hiểu thú vị. Hy vọng các vị nghe đoạn kinh này á, chúng ta hãy cùng nhau chiêm nghiệm sâu xa, nếu không các vị khó mà thấm nhập được chân lý à, trừu tượng khó hiểu này. Thì lúc bây giờ thiên, thiên ma không thể thi triển được thần lực cho nên tất cả đều ấn thân. Và lúc bây giờ Thế Tôn nhìn thấy là cả bầu trời quang đảng rực sáng, rực sáng. Cảnh giới này tam minh bác giải ngũ nhãn lục thông lúc bây giờ hiện bày ra trước mặt thành ra tất cả vô lượng kiếp ta con ai cháu ai sinh đó chết đầy sinh kia ăn cái gì khổ như vậy tên như vậy tất cả đều biết hết thấy tương tự như vậy tất cả cái cảm nghiệp hành nghiệp của chúng sinh ở trong vô lượng thế giới đều biết hết thấy và tất cả mọi cái khả năng thi tiếng cái tướng thần biến kỳ diệu của một đón giác ngộ đều hiện tiền cho nên ở trong cảnh giới này chúng ta thấy là chân thân của Phật bắt đầu hiển lộ như vậy cái quá, quá trình mà trở về với chân lý này không phải là do ai ban cho mà hay là do gì do quá trình tu tập mà, mà hình thành lên thực ra tu tập chỉ là gì chỉ là viếng cái bức màn vô minh nó đã ngự trị và che lấp tâm chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp và có thể nói rằng chúng ta sống cả một cái kiếp luân hồi như là trường đại mộng chúng ta dùng chữ là trường đại mộng hoàn toàn chính xác tức là thế cái trường đại mỏng này nó che lấp và cuộc đời như là là mỏng hiển bào ánh nhưng nó làm chúng ta đầy đọa khổ đau biết chừng nào vì thế cho nên à, có thể nói rằng nếu như chúng ta thành tựu niết bàn thì có có thể nói rằng đó chính là là cái cơn mộng hải hùng cuối cùng ở trong cái kiếp luân hồi cũng thế thế tôn lúc bây giờ ra khỏi cái kiếp luân hồi cho nên ngài ngài à, nhìn thấy thế giới quan đảng và trở thành một vị vô sở đắc thưa quý vị ngay trong bối cảnh đó thì ai là người cảm nhận được cái nguồn pháp đầu tiên vi tới siêu việt này tất nhiên phàm phu chúng ta khó có thể nắm bắt lãnh hội được mà chỉ có chư đại bồ tát đang hiện tiền ở dưới bồ đề đạo tràng lúc ấy thì các ngài mới thẩm thấu và những gì các ngài nói là nằm trong phạm vi của ngôn ngữ và tất cả những yếu nghĩa sâu xa này được biên tập trở thành kinh à, kinh hoa nghiêm mà đại thừa giáo nói rằng hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật a à hàm như thập phương đến bác như vậy thì chúng ta thấy rằng thế tôn nói kinh hoa nghiêm 21 ngày ở trong đại định thành ra không phải ngẫu nhiên mà chúng ta đọc kinh hoa nghiêm thì thường là những lời đối thoại của các đại bồ tát mà không thấy phật nói gì bởi vì cảnh giới phật chứng đắc đều vượt khỏi ngôn ngữ đâu có còn ngôn từ để mà diễn đạt được nữa cho nên chúng ta đọc chỗ đó chiêm nghiệm cái sự thành đạo đó để chúng ta mới hiểu được là thế tôn thành đạo kỳ diệu tới mức nào như vậy thì thưa quý vị trên phương diện đó trên cơ sở đó chúng ta thấy rằng thế tôn nói các ấm ma đều tiêu diệt thiên ma đều bị phá hoại và thế tôn lúc thành đạo ngài nói rằng là là anh gã trúc sư xây dựng cái ngôi nhà ngũ ứng đã giam hãm ta từ vô lượng kiếp đến đây từ đây về sau anh không thể nào tiếp tục có thể xây dựng cái ngôi nhà ngũ uống đó và tiếp tục giam hãm ta được nữa. Đây là một lời tuyên bố của 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 hành giả giải thoát mà đó chính là là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tất cả ấm ma đều tiêu diệt, thiên ma đều bị phá tan. Tất nhiên lúc bây giờ đại lực quý thần hoảng hốt chạy trốn. Đại lực quý thần hoảng hốt chạy trốn, các loại ly mị vọng lượng không hiện tướng ra được nữa. Từ đó mà Thế Tôn thánh đến đạo Bồ Đề không chút thiếu sót, tức là đạo giác ngộ đều hiển bày. Và Ngài nhìn lại ở trong vô lượng kiếp như là là một giấc mộng, như một người ngủ say kéo dài giờ đây vừa tỉnh thức. Nhìn thấy mọi vật đều biết rất rõ các vị thầy của Ngài ngày xưa đó là Alala và ước Đầu Lam Pháp như thế nào và tất cả chúng sanh như thế nào đều hiện rõ ở trong tâm trí của Phật như nhìn thấy trái Amala trong lòng bàn tay. Thế Tôn nói rằng hàng kênh cơ hạ liệt cũng được tinh tấn đối với Đại Niết Bàn tâm không mơ lầm. Nếu như chúng ta chúng ta tu tập mà có thể thấu hiểu được những chân lý này thì Thế Tôn nói rằng á là hàng kinh cơ hạ liệt đi vào trong giáo nghĩa này chúng ta cũng có thể tin tấn và đối với đạo đại, đại niết bàn tâm chúng ta không còn mê lầm ở trong giáo nghĩa này nữa cho nên không nên cho rằng diệu uh, uh, kinh uh, Lên nghiêm với một cái cái tội giác kỳ diệu bên trong mà chúng ta phàm phu không thể thấu hiểu không nên có cách suy nghĩ sai lệch với kinh tạng như vậy thế tôn nói tiếp như sau nếu có chúng sinh ngu độn ở trong đời mạt pháp chưa hiểu thiền na chưa nghe pháp yếu tức là ở trong hàng phàm phu của chúng ta ngày hôm nay chưa hiểu thiền na không biết thiền na là gì cứ nghĩ rằng ngồi hít thở là thiền hoặc là ngồi tập trung tâm ý một chỗ gọi là thiền còn tất cả hành nghiệp của thiền diễn ra như thế nào chúng ta không không biết được chưa nghe pháp yếu tức là không ném được tông chỉ Đức Thế Tôn nói. Chúng ta có thể nói rằng bốn đại tông chỉ của Bồ Đề Phật Quốc giúp chúng ta thành tựu được tất cả mọi loại pháp yếu. Nếu như chúng ta sống với một đời thân cận thiện sĩ, Lính nghe chánh pháp như lý tắc ý và pháp tùy pháp hành, thì lúc bây giờ chúng ta không bao giờ xa với giáo nghĩa quy à, diệu của Đức Thế Tôn. Cho nên ở đây á, chúng ta muốn nghe được pháp yếu hãy phát nguyện học tập. Chúng tôi rất là tán thán quý Phật tử tham dự hai chương trình sơ trung đẳng và cao đẳng Phật học tại Bộ Đề Phật Quốc. Chúng ta ai cũng có nhiều trí tuệ thông minh, biết được nhiều thông tin xa gần. Các vị có thể hiểu rằng ở tại Mỹ Quốc Hoa Kỳ này, đối với Phật giáo Việt Nam chưa có một cái ngôi trường tạm thời nào để chúng ta có thể nghiên cứu học hỏi tìm hiểu giáo nghĩa Phật Đà. Mà Bộ đề Phật Quốc là một cái cái môi trường sơ khai nhất. Chúng ta có thể xem nó như là một cái ngôi nhà tranh mà thôi. Nhưng thưa quý vị, có ngôi nhà tranh vách lá này còn hơn là chúng ta nằm ở ngoài ngồi đất trống bị mưa nắng giải dầu. Có một số người mong rằng mình có được nhà cái ngôi nhà nhà lầu bê tông cốt thép để mình mình sống nhưng mà thưa vị trong hoàn cảnh chúng ta chưa làm được cái ngôi nhà bê tông cốt thép thì làm sao mà à, mà không lý nào chúng ta cứ chịu mưa nén giải dầu mãi hay sao? Cho nên chúng ta nhất định phải phát nguyện giữ gìn cho dòng đó là ngôi nhà trên nhưng rồi chúng ta sẽ cố gắng xây được ngôi nhà à, ngôi nhà bê tông cốt thép hay là ngôi nhà ngói như vậy thì thưa vị á ở đây chúng ta thấy nếu như mà chúng ta trân trọng giáo pháp của Phật thì chúng ta xem bộ đồ Phật Quốc TV này cũng là một phương tiện giúp cho chúng ta thành tựu pháp yếu. Thế Tôn nói rằng ở trong trường hợp chúng sanh ở trong đời mạt pháp ngu muội, chưa hiểu thiền na, chưa nghe pháp yếu mà ở trong tâm lại ưa tam muội, tức là muốn tu tập thiền định nhưng căn tánh thì chậm lục, nói trước quên sau, nói hoài không hiểu. Đây gọi là căn tánh chậm lục chậm chạp và 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 không có sắc biến Thế tôn nói rằng sợ họ bị lạc vào tà kiến thì các ông khuyên họ nên nhất tâm trì tụng thần chú Phật đánh Đà La Ni. Nhất tâm trì tụng thần chú Phật đánh Đà La Ni này chính là gì? À, chính là chính là là thọ trì thần chú thủ lê nghiêm mà tại Bồ Đề Phật quốc thực tập cho quý Phật tử vào chủ nhật hàng tuần lúc 10 giờ sáng thưa quý vị ở đây á chúng ta chúng ta hiểu rằng câu kinh Phật nói như vậy có phải rằng chỉ thuần giáo nghĩa đại thừa hay không chưa hẳn là như vậy nhưng mà sớm chúng tôi có nhắc đến ở trong kinh Bali Thế tôn nói rằng á là hãy dạy cho người đời nếu như chưa giác ngộ được thì hãy thực tập ba pháp thượng nhân mà pháp thứ hai của thượng nhân đó là đọc tụng kinh chú à Rõ ràng ở đây như vậy chúng ta đọc tụng kinh chú cũng là một trong những pháp gom tâm ý của mình chuyên nhất vào mặt hạnh của mười phương chư Phật. Nhờ gom tâm ý vào mặt hạnh của mười phương chư Phật mà chúng ta có thể đoạn trừ phiền não và 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 chúng ta sôi chiếu được bản chất của vọng tưởng điên đảo. Thế Tôn nói rằng ở trong trường hợp mà nếu như chưa đọc tụng thuộc thì có thể viết lên thiền đường hoặc là mang ở trong thân viết lên đó chi, viết lên để cho mọi người nhìn thấy và có thể là 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 tập nhớ dần dần từng câu từng chữ rồi à, hoặc là mang ở trong thân, mang ở trong thân như là một cái loại bùa hộ mệnh. Thực ra mang đây chi, mang để mà chúng ta học tập chứ còn nếu như mang chỉ dạng trang sức hoặc là mang ở trong thân mà mà chỉ để chi à, chỉ là một cái bùa hộ thân thì điều này không có đúng đâu. Mang ở trong thân là để chúng ta thường nhớ ta kinh điển mà một khi tâm có sự tưởng nhớ tới kinh tới chú của Phật thì chúng ta sẽ có có gì có cơ hội thực tập, có cơ hội cầm ra đọc một vài câu và chiêm nghiệm ghi nhớ một hai chữ. cái ý nghĩa gần cuối này à, trong phương diện hoàn pháp mà Thế Tôn khéo liếu dạy cho chúng ta. Thế Tôn nói rằng nếu như là <laughs> làm như vậy thì các loài ma không thể nào quấy phá chúng ta được. Thế Tôn nói và cho nên ông hãy nên kính văn lời dạy báo cuối cùng vừa pháp tu rút ráo của mười phương như lai đó là là thớ nhập giáo nghĩa thủ linh nghiêm này thưa quý vị thớ tôn nói rằng này a nan nghe lời phật dạy xin lỗi lúc đó ngài a nan nghe lời phật dạy ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy Đến lễ kính văn ghi nhớ không sai ở trong đại chúng lúc bây giờ tôn giả a nan lại bạch Phật như sau: như Đức Phật dạy ở trong tướng ngủ ấm có năm thứ hư vọng vốn các cội gốc là tâm vọng tướng chúng con bình thường chưa hiểu được như lai khai thị vi tế như thế lại nữa năm ấm được tiêu trừ cùng lúc hay lần lượt theo thứ lớp giới hạn của năm ấm ấy là gì? Nguyện sinh Như Lai mở lòng đại từ khiến cho tâm và mắt của đại chúng được thanh tịnh, làm đạo nhãn tương lai cho hết thể chúng sanh trong đời mạt pháp. Chúng ta hiểu câu kinh này như thế nào thưa quý vị? Sau khi Thế Tôn kinh dặn tất cả đại chúng, đó là hãy kính văn dạy lời dạy bảo cuối cùng và pháp tu rút ráo của mười phương Như Lai. Câu kinh này khép lại giáo nghĩa 50 ngũ ấm ma mà chúng ta học thật là nhiều ngày ở tại Bồ Đề Phật Quốc. Tuy nhiên, lý thì chúng ta đốn ngộ nhưng mà sự tướng thì phải tiệm tu. Có nghĩa rằng, trong lý chúng ta thấu hiểu như vậy nhưng để thể nhập được từng việc một trong tinh thần sự tướng thì chúng ta phải tiến bộ dần dần. Chúng ta biết rằng tất cả mọi quá trình phát triển không bao giờ có cái sự đột ngột xảy ra mà nó là cả một quá trình tiệm tiến. Trí tuệ chúng ta cũng thế, nó có quá trình phát triển dần dần. Chúng ta không nên cho rằng đức lục tố hở năng đột ngột đốn ngộ chân lý mà chúng ta cũng có thể thực hiện được như Ngài. Thực ra Ngài đã, cả, đã có một cái quá trình tiệm tiến từ lâu đời lâu kiếp cho nên đến nay ngài ngài gì ngài đốn ngộ rất nhanh chóng chẳng khác nào như ngài đã từng quét nhà giờ đây ra đời chỉ đỡ hốt rác còn trong ngôi nhà của chúng ta nội tâm đầy dãy rác rưới thì làm sao mà chúng ta không quét dọn nếu không quét dọn thì rác đâu mà có đỡ hốt cho nên chúng ta không nên so sánh với các bậc trí giả chỉ muốn hốt rác mà chưa quét rác điều đó không bao giờ thành công ở đây cũng như vậy, chân lý chúng ta nghe qua tay rất là dễ hiểu. Và nếu chúng ta chịu khó nghiền ngẫm đọc đi đọc lại một chút, chúng ta cũng có thể thấu triệt được mọi ngõ ngách của nó. Nhưng mà để thành tựu từng cái sự tướng một bên trong đó thì không đơn giản chút nào. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà có rất nhiều Phật tử đến chùa học đạo hiểu hiểu rõ về kinh điển của Phật nhưng họ cứ vẫn sai lầm họ vẫn mắc phải sai lầm ở trong hành động là bởi vì sao? bởi vì họ chưa có gì, chưa có thành tựu được sự tướng, mà ở trong tâm ý của họ đã có sự đố ngộ, đã có sự gì? đã có sự thấu hiểu rồi. À, chúng ta ừ, học giáo nghĩa của Phật, chúng ta biết rõ, chúng ta ai cũng thấu hiểu được đây là điều hay lẽ phải, kia là điều nên làm, đó là điều không nên làm. Chúng ta ai mà chẳng biết tham sân si là một điều xấu xa vô cùng. Nhưng tại sao chúng ta không trừ bỏ được tham sân si mà cứ ôm lấy tham sân si mãi từ kiếp này sang kiếp khác? Rõ ràng vừa mặt chân lý chúng ta đã đốn ngộ rồi, nhưng vừa mặt sự tướng thì chúng ta phải tiệm tu. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng á là mình không còn giận dữ nữa, nhưng hãy thử đặt mình vào ở trong một cái bối cảnh nào đó thì chúng ta sẽ thấy lòng sân hận nó sẽ khởi lên như thế nào. tùy vào cái mức độ tác động mà các cái lỗi tâm vi tế này nó hiện sinh trong lòng chúng ta từ những ý nghĩa sâu xa này thưa quý vị tôn giả a nan mới đứng lên mà đến lễ phật và nói rằng là là ở trong cái tướng ngủ ấm có năm thứ hư vọng vốn có cội gốc là tâm vọng tướng rõ ràng tâm của chúng ta do vọng tướng điên đảo mà sinh ra năm ấm đó là sắc thọ tướng hành thức nó chỉ là là vọng tướng điên đảo trong nội tâm mà thôi. Nhưng ở đây, tôn giả An à Nang thắc mắc rằng chúng con bình thường chưa được nghe lời khai thị vi tế của Như Lai. Thế tôn nói một cách khái quát và cứ thế quán chiếu tu tập chưa được khai thị một cách rõ ràng. Vậy thì hôm nay năm Bạch Đức Thế Tôn năm ấm được tiêu trừ cùng một lúc hay nó tiêu trừ theo thứ lớp? Tức là đầu tiên chúng ta vượt qua được sắc ấm, rồi vượt qua được thọ ấm, rồi tướng ấm, hành ấm, thức ấm. Hay là ở trong 10 cái loại ma của sắc ấm, chúng ta vượt qua từng loại ma một. Hay nói cách khác là hết thể 50 ngũ ấm ma thì chúng ta vượt qua từ số 1 dần dần tới số 50. Có phải như vậy hay không? Và giới hạn của năm ấm ấy nó như thế nào? Giới hạn nó từ đâu sang đâu? những điều này chưa được rõ ràng và chúng ta không ngạc nhiên khi tôn giả A Nan bạch hối Phật như vậy. Chúng tôi giảng kinh thủ lên nghiêm này cũng có nhiều người phật tử gọi đến và hỏi rằng thưa thầy trong 10 ấm ma của thọ ấm có phải rằng là trải qua từng loại từng loại và vượt qua cái loại đầu tiên rồi tới loại thứ hai, loại loại ma thứ ba hay không? hay là hay là đồng lúc vượt qua hay là có người thì gặp phải loại ma này nhưng không gặp phải loại ma kia như vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào và câu hỏi của tôn giả a nan giúp cho chúng ta rất nhiều phước báo nhờ câu hỏi này mà đức phật khai thị rõ ràng hơn để chúng ta thấu hiểu chân lý một cách tường tận tôn giả a nan nói rằng nguyện sinh như lai mở lòng đại từ khiến cho tâm và mắt của đại chúng tức là là, là, là tâm nhãn bừng sáng được thanh tịnh và cũng là làm nền tảng cho tất cả chúng sanh ở trong đời mạt pháp tương lai nhờ lời nhờ cái, cái sự vắng hối này mà được đức th thế tôn th khai thị cho chúng ta có nhiều lợi ích phật bảo a nan như sau diệu tâm sáng tỏ bổn giác trong sạch vốn chẳng có sanh tử và các trần cấu cho đến hư không đều do vọng tướng mà sanh khởi tất cả một câu nói này à, giáo nghĩa ở trong một câu nói này chúng ta hiểu như thế nào thưa quý vị diệu tâm sáng tỏ bổn giác trong sạch cái bổn giác của chúng ta từ xưa nay chưa bị cấu nhiễm hay nói khách khác phật tâm của chúng ta ở trong cảnh phàm không bị hoen ố ở trong ở trong cội thánh không trong sáng hơn từ xưa nay bất sinh bất diệt bất có bất tỉnh bất tăng bất giảm nó không thể nào dùng ngôn từ mà biện chứng được Ai đi vào trong cảnh giới này Cũng như là Giống cái con đường đến với cảnh giới này Là một con đường trung đạo Giống như là một chiếc gỗ Một cái khúc gỗ trôi trên sông Nếu như không có bị nước xoáy giữ lại Không có bị tấp lên hai bên bờ Hoặc bị giữ lại ở chỗ nào Hoặc bị mục rã ra bùng Thì chắc chắn rằng nó sẽ theo dòng nước trôi dần vào biển cả. Cũng thế, chúng ta tu tập ở trong quốc độ này, chúng ta thấy rằng á, bốn giác xưa này vốn trong sáng như biển cả đại dương. Nó chẳng có gì, chẳng có sanh tử, chẳng có các trần cấu. Trần cấu hay là sanh tử trần tức là 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 vọng trần đó nó có tính ô nhiễm, vọng trần là có tính ô nhiễm, nó làm cho tâm chúng ta trở nên hoang ố đi. Hay chúng ta đưa ra một ví dụ khác dễ hiểu hơn. Tâm chúng ta như là một viên ngọc lưu ly Cho dầu dính lên đó bao nhiêu lớp bùng nhơ đi nữa Thì viên ngọc cũng không phải vì thế mà trở nên trở nên hôi hám Chỉ cần leo trừ được bùng dơ đó Thì viên ngọc vẫn sáng người xưa nay chưa từng sinh diệt Thế Tôn nói rằng cho đến hư không cũng đều do vọng tưởng mà sinh khởi Chứ đừng nói chi là nhân vật có hình hài trên thế gian này tại vì sao? Bởi vì hư không từ đâu mà sinh ra? Hư không từ sự chấp trước của nội tâm chúng ta mà có. Hư không là từ những cái gì? Từ những cái cái hình hài được quy định bằng một khoảng không gian nhất định, à, bằng một cái hình dáng nhất định, cho nên mới có yếu tố không gian ra đời. Chẳng hạn như chúng ta thấy một cái ly, nó được hình tròn, hình vuông, hình đứng như thế nào đó, hình ống như thế nào đó mà do cái hình dáng của cái lý định hình rồi thì người ta mới định hình được không gian bên trong không gian đó cũng không phải tự nhiên sinh ra mà không gian đó là do khái niệm trái với những gì hiện hữu cho nên đây cũng là một điều mà chúng ta thấy trừu tượng khó hiểu thế tôn nói rằng diệu tâm sáng tỏ vốn trong sạch vốn chẳng có sanh tử và các trần cấu cho đến hư không đều do vọng tướng mà sanh khởi thôi Thế Tôn nói rằng từ bốn giác sáng tỏ này vọng sanh các tướng thế gian. Cũng giống như cái gì? À, cũng giống như là ánh trăng trên bầu trời trong sáng tỏ rạng. Nhưng đôi mắt chúng ta bị nhậm thành ra nhìn trăng có quần sáng. Hoặc là mắt chúng ta bị nhậm nhìn vào ngọn đèn thấy xung quanh ngọn đèn có quần sáng. Quần sáng đó không phải từ mắt chúng ta sinh ra, không phải từ ngọn đèn mà có, mà là do cái gì mà là do do vọng xanh như vậy vọng này từ đâu mà sinh từ vọng tướng điên đảo của chúng ta mà hình thành cũng giống như là diễn nhã đạt đa mê, mê đầu nhận bóng chúng ta liên tưởng tới câu chuyện của anh chàng diễn nhã đạt đa là một anh chàng đẹp trai là một anh chàng làm cái nghề siết ảo thuật và anh thường đi hát rong ai ai cũng thích anh hôm đó anh đứng ở trước tấm gương không biết tấm gương này có phải làm bằng thủy tinh hay không chúng ta biết rằng trong giai đoạn đó người ta thường lấy đồng mài nhẫn hoặc là lấy 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 một cái phiến đá người ta mài nhẫn có thể là người ta lấy đồ gốm người ta mài nhẫn không biết rằng một hai một hai cái thông tin có ghi rằng á là đồ gốm mà người ta cũng có thể làm cái gương sôi hoặc là người ta thường dùng mặt nước tĩnh lặng để làm gương sôi thì anh chàng già dưỡng nhà đặt đa này sau một đêm ngủ an lành thức dậy anh sôi gương và anh anh đứng ở trước gương anh nhìn thấy có một cái gương mặt rất xinh đẹp ở trong gương và anh nói rằng á là cái gương mặt ở trong gương thật là xinh đẹp và con mắt ở trong gương có thể nhìn thấy được cái đầu ở trong gương vậy thì tại sao con mắt của ta lại không nhìn thấy được đầu của chính mình rồi đột nhiên anh sinh tâm hoảng loạn cho rằng là hay là mình không có đầu cái hoài nghi cái, cái nghi vấn này tự khởi trong tâm của anh thế là anh giật mình anh chạy đi tìm kiếm cái đầu của mình anh tìm một lúc nào đó có người trí giả nói rằng á cái đầu đang ở trên cổ của anh chứ chưa từng mất bao giờ. Lúc bây giờ anh mới hiểu ra à thì ra cái đầu của anh từ xưa nay không còn à, không có mất bao giờ. Thế thì cái tính cuồng của anh tự nhiên nó trở nó nó không còn hiện hữu nữa mà tánh giác đã hiện ra. Vậy thì cái tính cuồng từ đâu mà có? Cái hay là tánh giác từ đâu mà mà sinh tất cả đều là là vọng mà, nó là vọng thì làm gì có nền tảng có cơ sở nó như vọng vậy thôi cũng giống như chúng ta quên cái chìa khóa, cũng giống như chúng ta đi tìm một cái cái gương đeo mắt. Hôm nay muốn đọc sách, muốn đọc kinh thú lên nghiêm mà không thấy đường, mình lấy hoay đi tìm cái kiến đeo mắt để mà đọc cho rõ chữ. Tìm mãi không ra, chúng ta buồn giận, thậm chí chúng ta còn nghi ngờ có lẽ rằng ai đã lấy cắp của mình. Nhưng khổ thay cái gương đó không ở đâu khác mà đang ở trên mắt của chúng ta chúng ta đeo trên mặt của mình mà bất giác quên rằng là là cái gương không có rồi chúng ta đã đi tìm kiếm cái gương đó vậy thì tại sao chúng ta đột nhiên nhớ lại hay là tại sao chúng ta bất giác vô minh khởi lên chi mà quên mất tất cả điều này là do trong cõi duyên sinh chúng ta không thể nào dùng trí tuệ mà phân tích được duyên nó như vậy nó quên duyên như vậy nó nhớ nó nhớ là nó nhớ nó quên là nó quên chẳng có lý do gì cả Việc của chúng ta là chỉ có tu tập đỡ cho vọng tâm điên đảo nó lấn xuống và từ đó mà khớp hợp chân lý. Thì tự nhiên tánh giác sẽ hiện ra mà thôi. Không thể nào dùng bất cứ một cái cái khái niệm tư duy hoặc là một cái giải pháp nào đỡ cho để cho tánh giác này được hiển lộ. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà tổ sư của chúng ta nói rằng tu tập mà mong cầu được sự giác ngộ đây là một sự sai lầm lớn Tại sao? Bởi vì tu tập là cứ nhân viên quả mãn tự nhiên phước báo sẽ thành tựu chứ không thể nào mà mong cầu giác ngộ được. Mong cầu giác ngộ chẳng khác nào y như là anh chàng diễn nhã đặt đa đi tìm kiếm cái đầu của mình trong khi cái đầu, của mình ấy, từ xưa nay chưa từng sinh diệt, chưa bao giờ mất đi. Không biết rằng các vị có nắm được chân lý này hay không, có nắm được chưa hả? Hy vọng chúng ta chiêm nghiệm sâu xa để tự mình thấu hiểu hơn. Thế Tôn nói rằng như diễn nhã đạt đa mê đầu nhận bóng là nghĩa này. Kinh văn nói rằng vọng vốn không nhân nhưng trong vọng tương ấy lại lập ra tánh nhân duyên. Vọng nó không có nhân nhưng mà cái này sinh cái kia lại sinh ở trong cái cõi vọng đó. Cũng giống như một mặt nước cái gương mặt chúng ta bị kết sáng bởi bởi cái 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 sóng nó vỡ nát hết rồi nhưng mà chúng ta lấy sống này đè lên sống kia và chúng ta làm cho sống này vặn khởi sống kia vặn khởi thì sống với sống cứ thế mà tương tác. Cho nên sống trước sâu sống sau, sống sau vô sống trước cứ như thế mà mà gây ảnh hưởng ở trong cuộc sống sinh diệt này. Thành ra nói rằng á là vọng vốn không nhân nhưng vọng ấy lại lập ra cái tánh nhân duyên. Là nhân duyên sanh nhân duyên diệt, tánh nhân duyên. Rồi người mới làm ở trong tánh nhân duyên nên gọi đó là nguyên lý tự nhiên. Nhưng thưa vị, cả cái nguyên lý tự nhiên đó nó cũng như huyễn thì làm gì mà có tánh nhân duyên? Đạt được cái sự giác ngộ này là là chúng ta đạt được cái chân lý tối thượng và lúc bây giờ chúng ta có thể cất lên tiếng hóng của sư tử. Ở chúng tôi xin nhắc lại là gì? Đó là là ngay cả cái tánh nhân duyên kia nó cũng như huyễn à, thì làm gì mà có tánh tự nhiên không còn ngôn ngữ không còn cái gì mà để chúng ta có thể thử nghiệm được nữa thế tôn nói rằng nhưng thật ra cả tánh hư không cũng là huyễn nhân duyên và tự nhiên đều do vọng tâm của chúng sanh tạo thành tất cả đều do vọng tâm điên đảo của chúng ta tạo thành Thế thì tất cả những cái vọng ước ở, thời, ở đời, những luận lý ở đời, tất cả những nguồn tri kiến của thế gian, nó chỉ có giá trị, nó chỉ có đúng ở trong phạm vi của thế gian này mà thôi. Một khi tâm chúng ta vượt ra cõi dục, cõi sách và cõi vô sắc, thì tất cả những luận lý ở cuộc đời này đều trở nên vô nghĩa. Thế Tôn nói rằng, A à Nan biết chỗ vọng khởi mà nối vọng duyên, nếu vọng vốn không thì vọng duyên cũng chẳng có. Dùng trí tuệ mà thấu hiểu chân lý này, biết chỗ vọng khởi mà nối vọng duyên. Tức là biết từ đâu mà sinh ra vọng và vọng nó khởi ra từ đâu? Từ ở trong cái tâm điên đảo sinh diệt của chúng ta. Nếu vọng không thì vọng duyên cũng chẳng có tại vì vọng là cái nhân mà nó đã không rồi thì cái duyên ở trên cái không đó làm gì có thật cũng còn giống như chúng ta nhìn thấy nước nó đã không có thật thì làm gì có sống mà cho rằng là nước nó là giả nhưng sống là thật điều đó hoàn toàn sai hoặc nói rằng ngã và pháp mà bỏ được bỏ ngã nhưng còn pháp Điều này là một điều sai lầm Bởi vì sao? Bởi vì ngã nó nó có thì Pháp nó có Pháp có thì ngã có Ngã đã không thì Pháp làm gì có? Đây là do vọng chấp của chúng ta mà thôi Không hiểu rằng các vị nắm được chân lý này chưa? Đây là một nguyên lý trưu tượng sâu xa khó hiểu vô cùng Thế Tôn nói rằng huống gì những người không biết cho đó là tự nhiên Vì thế như lai chỉ rõ cho các ông bốn nhân của ngũ ấm đâu là vọng tướng. bốn nhân của vụ o, của ngũ ấm tức là cái cái cái, cái nhân gốc rễ sâu xa của sách thọ tướng hành thức chỉ là vọng tướng mà thôi thế tôn nói rằng á là thân ông trước tiên do vọng tướng nhiễm ô của cha mẹ sinh ra nếu tâm ông chẳng có vọng tướng thì chẳng thể hợp với vọng tướng của cha mẹ mà thọ sinh đó là Thế Tôn đang bàn trực tiếp về cái gì? vượt cảnh giới của thọ ấm. Để chúng ta nhận ra. Trở lại vấn đề chúng tôi muốn nói như thế này. Phật nói rằng biết chỗ vọng khởi mà nói vọng duyên. Tức là biết cái nguyên nhân nào vọng sinh ra. Mà chỉ rõ cái duyên của vọng từ đâu có. Nhưng nếu như vọng đã nhận ra tánh của nó là không. Thì cái vọng duyên tất nhiên cũng cũng không có. Và do vậy mà tất cả những gì ai nói rằng Cuộc đời duyên sanh hay là tự nhiên như vậy như vậy đều là sai lầm Và một khi mà biết rõ tất cả cái cội gốc này Thì chúng ta biết rằng tất cả đều do vọng tướng Cho nên có người nói rằng thưa thầy à, Con ngồi thiền sao vọng tướng sinh ra nhiều quá Chúng tôi hỏi rằng vậy thì lúc chưa thiền có vọng tướng hay không? Có người nói rằng là chưa có ngồi thiền con không thấy vọng tướng không thấy không nghĩa định không có. Đây là điều quan trọng mà chúng ta cần lưu ý. Nhờ sự tính tọa, tâm tư lén dịu mà chúng ta có đủ trí tuệ, có đủ độ tĩnh lạnh để phát hiện ra vọng tướng. Đó cũng là điều may mắn lắm rồi. Đôi khi chúng ta không thấy vọng tướng nữa là khác. Hoặc là chúng ta xem những loại vọng tướng đó chính là nội tâm của mình. Vọng tướng và tiền tài và sắc dục và danh vọng và ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều là nằm trong thế giới vọng tưởng điên đảo nhưng mà chúng ta xem đó là gia tài là sự nghiệp tìm kiếm cả đời của mình thực tế thế gian ba cõi này đều như vậy hết thấy vậy thì ở trên phương diện này á chúng ta làm sao mà giác ngộ được cho nên tất cả đều là do vọng tưởng điên đảo sinh ra bốn nhân của ngũ ấm cũng như vậy gốc rễ của nó là từ từ đâu từ vọng tướng sinh ra, một khi thấu hiểu được cảnh giới này Thì chúng ta đã giác ngộ và giải thoát được là cái gốc rỡ của vấn đề Tuy nhiên để phân tích rõ hơn thì Thế Tôn lại nói thêm một câu rằng Là thân ông trước tiên do vọng tướng ô nhiễm của cha mẹ sinh ra Tức là cha mẹ khởi dục Nếu như họ không có khởi dục làm sao họ ăn ái Rõ ràng cái dục tâm của họ, họ phải dùng gì dùng cái hành động ân ái để nó thỏa dục tâm này. Thành ra do vậy mà đó chính là một loại vọng tướng ở trong cõi dục. Rồi lúc bây giờ chúng ta mang lấy thân kiền đạt phược, tức là một linh hồn tái sinh, nhìn thấy cái vọng tướng điên đảo đó, nó phù hợp với phước báo, nó phù hợp với nghiệp chướng của mình, do vậy mà nương gá vào. Và một cái tội lỗi chúng ta thấy đáng sợ nhất là gì? đó là chúng ta thích thú cái hình ảnh của mẹ muốn ăn ái với mẹ mà thọ sinh làm nam nhân còn muốn ân ái với cha thành ra thọ lấy thân nữ đây là do dục tâm sinh khởi hết thấy tất cả những cảnh giới này trừ tượng siêu việt khó hiểu vô cùng thiết nghĩ rằng hôm nay chúng ta nên dừng lại ngang đây nếu đi tiếp nữa có thể chúng ta sẽ sinh ra cái tâm điên đảo mệt mỏi khó có thể thấu hiểu và do vậy mà bỏ mất được nghĩa lý thẩm thâm thật là uống phí Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đây chính là chương trình truyền hình trực tiếp quý vị nào muốn đặt câu hỏi trong lĩnh vực của Thủ Lê Nghiêm các vị có thể gọi vào đài ngồi ra các vị cũng có thể gọi vào hỏi tất cả những gì mình muốn thì chúng tôi cũng tùy duyên mà hầu chuyện với đại chúng Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng tôi rất là cảm ơn quý Phật tử xa gần đã luôn yểm trợ cho bộ đội Phật Quốc TV và đặc biệt chủ nhật tuần vừa rồi chúng tôi rất là 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 khích lệ rất là đáng tán thán tinh thần học kinh của các vị bản kinh thủ lăng nghiêm này là một nội dung hết sức khó hiểu vậy mà các vị vừa tại bộ đội Phật Quốc tuần vừa rồi không đủ chỗ ngồi thậm chí có một số người ngồi ở dưới đất chúng tôi thấy rất là là ấy nấy tuy nhiên do không có chuẩn bị kịp và và số người đến học pháp tăng lên đột ngột, thành ra chúng tôi không có xử lý kịp thời, hy vọng các vị hoan hỷ. Nhưng đó cũng là gì? Là thể hiện một tinh thần vì đạo mà cần cầu cái giáo nghĩa, à, hy sinh thân mạng, hy sinh cái đời sống khó khăn của mình, hy sinh thời gian của mình để chúng ta chúng ta học đạo và chúng ta cầu mong cái 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 đạo vị giải thoát cho kiếp sống nhân sinh của mình. Đây là những cái cái thông tin đáng mừng ở tại Bộ Đề Phật Quốc và nội dung thủ Lê nghiêm sắp tới này chúng ta sẽ được học vào lúc 11 giờ 15 phút ở tại Việc Phật học Bộ Đề Phật Quốc chủ nhật tuần này. Rất cảm ơn các vị đã luôn theo dõi chương trình. Kính chúc các vị một ngày một đêm an lành. Chúng ta tạm biệt ăn đây. Nam mô Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính tạm biệt quý vị. Hiện thân ở đời như hoa đàm bán phật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời